Thưa quý vị, vào đầu giờ chiều ngày 16 tháng 6, Ngân hàng Nhà nước phát đi thông báo về việc giảm lãi suất điều hành. Như vậy, đây là lần thứ tư liên tiếp kể từ trung tuần tháng 3 tới nay, Ngân hàng Nhà nước thực hiện giảm các loại lãi suất điều hành để hỗ trợ nền kinh tế. Trong đó, riêng tháng 3 có 2 lần giảm lãi suất, tháng 5 có 1 lần vào ngày 25 tháng 5 và tháng 6 bắt đầu từ 19 tháng 6. Để tiếp tục thực hiện chủ trương của Quốc hội, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về giảm mặt bằng lãi suất, hỗ trợ người dân và doanh nghiệp tăng khả năng tiếp cận vốn, góp phần phục hồi sản xuất kinh doanh, Ngân hàng Nhà nước quyết định điều chỉnh các mức lãi suất, có hiệu lực từ ngày 19 tháng 6 năm 2023, cụ thể như sau. Quyết định số 1323 ngày 16 tháng 6 năm 2023. Lãi suất cho vay qua đêm trong thanh toán điện tử liên ngân hàng và cho vay bù đắp thiếu hụt vốn trong thanh toán bù trừ của Ngân hàng Nhà nước đối với tổ chức tín dụng, giảm từ mức 5,5% một năm xuống 5% một năm. Lãi suất tái cấp vốn giảm từ mức 5% một năm xuống 4,5% một năm. Lãi suất tái chiết khấu giảm từ mức 3,5% một năm xuống 3% một năm. Quyết định số 1324 ngày 16 tháng 6 năm 2023. Lãi suất tối đa áp dụng đối với tiền gửi không kỳ hạn và có kỳ hạn dưới 1 tháng, giữ nguyên ở mức 0,5% một năm. Lãi suất tối đa áp dụng đối với tiền gửi có kỳ hạn từ 1 tháng đến dưới 6 tháng, giảm từ mức 5% một năm xuống 4,75% một năm. Riêng lãi suất tối đa đối với tiền gửi bằng Việt Nam đồng tại Quỹ Tín dụng Nhân dân, tổ chức tài chính vi mô giảm từ 5,5% một năm xuống 5,25% một năm. Lãi suất tiền gửi có kỳ hạn từ 6 tháng trở lên do tổ chức tín dụng ấn định trên cơ sở cung cầu vốn thị trường. Quyết định số 1325 ngày 16 tháng 6 năm 2023. Lãi suất cho vay ngắn hạn tối đa bằng Việt Nam đồng của tổ chức tín dụng đối với khách hàng vay để đáp ứng nhu cầu vốn phục vụ một số lĩnh vực, ngành kinh tế, giảm từ 4,5% một năm xuống 4% một năm. Riêng lãi suất cho vay ngắn hạn tối đa bằng Việt Nam đồng của Quỹ Tín dụng Nhân dân và tổ chức tài chính vi mô đối với các nhu cầu vốn này giảm từ 5,5% một năm xuống 5% một năm.